không khí bên ngoài nơi diễn ra liên hoan ca trù Hà Nội. Và bên trong, trống trầu đã điểm, nghệ nhân đã cất tiếng hát, nhưng số khán giả vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chỉ 100 ghế nhưng cũng không thể lấp hết. Đáng buồn hơn là trong số khán giả ngồi lại, số người tập trung thưởng thức lại càng ít ỏi. Nhiều nghệ nhân thuộc các câu lạc bộ ca trù tại Hà Nội và các tỉnh thành trên cả nước về đây đã chia sẻ câu chuyện buồn về những sân khấu lác đác khán giả. Những người trẻ mà đến thực tế ra thì họ chỉ tò mò thôi. Chứ còn cái yêu thích về ca trù thì họ chưa yêu thích. Vì họ yêu thích các cái nhạc rock, nhạc rap bây giờ nhiều hơn. Phía dưới sân khấu là những người trẻ thờ ơ. Còn ngồi trên hàng ghế đầu, chăm chú là những nghệ nhân phần lớn đã ở lứa tuổi thất thập cổ lai hy. Ca nương cũng đều là những người đã đứng tuổi. Không chỉ khủng hoảng về người am hiểu để biết cách thưởng thức, ca trù cũng đang gặp khó khăn lớn trong đào tạo lớp kế cận. Tức là nhiều bạn muốn học nhưng mà thời gian có, kinh phí không có. Có thể là Bạch Vân vậy dạy không lấy tiền. Thế nhưng các bạn sống bằng cái gì? Có đúng không? Các bạn phải kiếm tiền chứ. Và đấy là một điều nan giải. Và xong hát ở đâu? Và ai nghe? Thứ nhất, hoàn cảnh của nó khác với các, ví dụ khác hát xoan, khác quan họ. Nó đang ở một cái tình trạng cực kỳ mỏng manh. Thế đây là một cái thứ. Cái thứ hai là nó đã mất chỗ đứng trong đời sống. Bởi vì trả lại cho nó chứ. Thế mà trả lại trong đời sống thì đâu có dễ. Nhất là trong một cái thế giới karaoke rồi thì MTV thì đủ hết cả. Và để sống được trong thời kỳ của karaoke, MTV, như lời giáo sư Tô Ngọc Thanh nói, ca trù đang tìm đến những người tri kỷ thuộc thế hệ trước hay những khách nước ngoài khi đến Việt Nam mong muốn tìm hiểu về văn hóa truyền thống Việt. Đây là tờ rơi của câu lạc bộ ca trù phát cho những người khách khi mà đến tham dự liên hoan ca trù Hà Nội. Có thể thấy rằng trên tờ rơi này không có một dòng chữ tiếng Việt nào. Điều này cũng có thể minh chứng cho việc là những khán giả của ca trù hiện nay là ai. Và điều này cũng minh chứng cho một điều rằng việc phát triển ca trù cũng như là phát huy ca trù trong đời sống của người Việt cũng như là truyền bá cho những bạn trẻ Việt Nam hiện nay sẽ còn gặp rất nhiều những khó khăn.